kênh Bất Động Sản Thiện Nhân xin kính chào quý vị. Tôi đang đứng ở đây là thuộc thị trấn Phước Hải, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu này. Khu này là khu chợ nhé, khu chợ Phước Hải luôn. Đây đang họp chợ này, buổi trưa này. Mình lúc này là đang là 12 giờ 15 rồi. Trần Quý Dõng này, đường Trần Quý Dõng. Đấy thì ở trên cái đường, trong cái khu vực chợ này là tôi đang có một cái lô đất đang chào bán là vừa ở vừa kinh doanh được luôn. Diện tích 8x20 đất ở nhá. Giá đang chào bán là hơn 3 tỷ, 3 tỷ rưỡi. Đây mình đang đi dạo dạo quanh cho biết khu vực này. Chỗ này nghe chừng vỉa hè chưa làm ha. Ở đây làm ăn kỳ cục thật đấy. Đây khu vực này. Cái này là diện tích 8x20 à? Hay chợ ở đây đúng không? Chợ ở đây đúng không? Cái là thằng chợ kìa. Đấy. Mọi người học chợ 3 tỷ rưỡi. Ngay chợ Phước Hải quý vị nhé. Chợ Phước Hải. Cũng gần biển Phước Hải thôi. Cũng cách một đoạn. 8x20 thổ cư hết à em? Thổ cư hoàn toàn. 8x20 quý vị nhá. Thì 3 tỷ rưỡi. Thì quý vị nào có nhu cầu mua lô đất ở đây thì alo cho tôi nha. Ngoài ra ở khu vực này tôi cũng đang có một lô khác có 2 tỷ 2, thì 6 x 14, nhưng mà ở đấy thì chỉ ở thôi chứ không kinh doanh. Còn đây là mặt sau của chợ này đó. Đấy, chợ đấy, mọi người đang họp chợ này, đi ra đây tí là cho quý vị biết ngay. Đấy, mọi người đang bốc hàng này, những cái xe tải người ta chở hàng. Khu vực này mà quý vị mà thích đồ hải sản các thứ ấy, thì chuyên về hải sản tuyệt ngon luôn, mua về rất là tươi ngon luôn đó. Cái đường này nó đang làm đấy, nếu như nó làm nó đổ nhựa lại, làm vỉa hè mới lại, chỗ này nó chỉnh lại cái cao độ này, chứ lúc trước cái chắc là đường cao độ nó cao hơn nên là nhà nó nền nó rất là cao. Nhưng bây giờ mình mua đất ấy thì rất là hợp. Chứ nhiều nhà xây nhà cao to lên rồi mà hạ cái cao độ thấp xuống thì rất là khó trong cái việc lên xuống xe. Đấy, đây chợ đây này. Đấy, chợ. Chợ Phước Hải quý vị nhé. Đây là đi ngang qua đây là cái mặt tiền đường, không biết đường gì. Đây, chợ đây quý vị nhá. Đây, chuyên hải sản này đây luôn đấy. Đấy, rất là rung đúc. Trần Quý Dõng. Đường ngang nhìn trên Trần Quý Dõng không biết là đường này là đường gì đấy. Rồi, sơ bộ cho quý vị biết nhá, một lô đất ngay chợ này. Đây thẳng đây nhá, cổng sau của chợ này. Đường quá to luôn, đẹp. Rồi. Giá 3 tỷ rưỡi. Này mà làm đường rồi làm vỉa hè mới lại thì giá nó sẽ nhảy lên một mức mới ấy, quý vị nhá. Đang làm rồi.
Rồi, xin chào quý vị, hẹn gặp lại quý vị trong các video lần sau nha.